À, có hội nghị bàn trà nha bà con nha, chứ không phải hội nghị uống bia. Nè anh Trương Điệu, anh Trương từ ngoài thị trấn Thanh Bình chạy về để tuyển trái mít. Sau một thời gian cũng gần 2 tháng anh Trương ha. Anh em mình cũng lăn lộn, mình làm bông lúc có tháng thứ 16 ha. Rồi em gốc coi như 7749 lần kiếp nạn, em gốc lân hung mít đồ. Rồi sau đó mưa dầm mưa về đồ mới xịt thuốc xong cái mưa. Rồi Lê không à? ngày hôm nay mà bông nó ra được cái này rồi, anh thấy sao, tình hình sao? Nãy thấy nó cũng đạt cũng ổn rồi đó. Rồi thì thấy nó ra mà cây mình cũng còn sung tốt như vậy nè, không có rụng lá không? không có rụng lá là thấy cũng ổn rồi, cũng im rồi. Giờ là tới khúc tiếp theo là mình nuôi trái. Người sôi đen thì cái khúc mà nắng dày thì em nghĩ sôi đen nó sẽ ít. Đúng rồi, mà cũng rút lại xịt có 5 ngày à. Dạ, nhưng mà khi mà thụ phấn xong rồi mình giãn ra. Mình giãn ra ha. Cái tình trạng sâu rầy vườn anh là sau khi xài mấy dạng mảnh tướng là anh thấy đỡ chưa? Đỡ, từ hôm nó nhú cửa đó là mình xịt phủ tàu một lần, như xịt ở trong một lần là tới giờ luôn đó. Dạ. Là mới xịt lại ngày nay nè. Dạ. Mà chưa giáp nữa. Thì quá trời rồi, em đi xuống đây 6 lần rồi mà em còn chưa đi giáp hết. Mà hồi cho em mượn xe máy em chạy xuống dưới kia chứ em đi hết nổi rồi. cái ung kiến lửa là nay cũng tuyệt để được 70-80% rồi đó, nó giảm cả 80% á. Dạ, chứ không là đi vô vườn đứng gốc cây mình đứng không được, mà nó cũng có còn bò lên cây chút đỉnh ra. Mà nó đã là mua lắm, mà mình đứng chỗ nào nó cũng có chân á. Đi lại mình xịt thường nè, nó sẽ hết từ từ chứ không phải cái thuốc diệt sáp mình nó trị luôn được con kiến. Đúng rồi, cái trang mảnh tướng diệt đẹp á là nó tiêu diệt được con kiến và nó diệt được con rạp sáp cho vườn mình luôn. Mà nó lâu tái lại lắm anh, nó hay ở chỗ đó. Số lượng bông này ra thì anh thấy hài lòng không anh? Em biết là 1.500 cây nhưng có 150 cây là nó chưa có ra đều. Nhưng mà vậy là coi như là ra được 1.350 cây. Mà với số lượng bông, số lượng trái đang trên nhánh như vậy là theo anh chủ quan của anh đi, thì anh thấy là đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm cái ý muốn của anh? Thì đạt cũng cỡ như tự hào mấy cây nhỏ ra, nói mấy cây nhỏ thì mình đâu có tính như được, thì nó cũng cỡ 80-90% rồi. Dạ, vậy thì tại vì cái số lúc mình làm bông là cây nhỏ nó tấn lên, tại mình thấy nó vậy. Mà cây coi như là cành đồ là lực lưỡng ha. Đúng rồi, cành nó màu lớn. Dạ, cái giờ ông chú Nghiệm có xỉn ông đu vô cũng không có ngã cây. Hồi nãy ông nói giờ nó xịt thuốc chi mà tôi ra bông quá trời, giờ ta không biết được có thể nồi nồi hết rồi ra gì đâu quá trời. Tôi sợ, tôi thấy sao xịt hoài mà không có thấy gì, xem lâu quá trời lâu, tôi sợ tôi tìm ra được gây ra một nồi đẻ một bầy. Sản phẩm bên con thì nó là sản phẩm hữu cơ, mà cái cây của mình nó còn tơ, hôm bữa chú thấy cái cành nó đỏ không, nên là nó sẽ ra chậm hơn xíu, nhưng mà không sao, nó vẫn sẽ ra và cái cổ này vẫn còn bán được giá cao. Nên là con cũng cầu mong là anh với chị bán được cái giá dao động từ 60 tới 100 ngàn đồng một ký thì rất ok. Hồi xưa mình làm sản phẩm thần bông, siêu kích bông với cái thằng Mảnh Long ha anh. Mảnh Long giống Mảnh Tướng. Rồi anh xài thêm tới mấy khúc này thì chắc anh xài thêm siêu giáp, mít sơ đen, siêu canxi bo, rồi combi. Rồi combi với amino. Amino là bữa ổng cô quanh ấy cây mình sung quá là không xịt, không gà đâu xịt. Dạ, không xịt amino. Vậy em thấy bông cũng rất là đẹp đó chứ. Rồi sắp tới giai đoạn thổ nhị xong, thụ phấn xong là anh xài tới bộ xô trong nhà mình có rồi ha. Xô trong nhà có dạ, rồi. Xô trong nhà có rồi. Vậy thì em thấy cũng như là đi một cử hát kim rồi. À đi một cử hát kim rồi, dưỡng bông rồi. Thì giai đoạn này bắt đầu trở lên là bắt đầu mình cho đi cái quy trình là cái bộ xô nuôi trái của mình được rồi. Dạ. Đó, để nuôi trái mình đi bữa nay là 5 ngày nè. Dạ. Tính ngày quay luôn là 5 ngày nè. Là đi cử một rồi đó ha. Cử một rồi đó. Dạ. Có cái bộ xô nuôi trái mà cái cây lực lưỡng như cái cây của anh chị á, là anh nuôi ba trái là em đảm bảo với anh là anh sẽ vô loại một hết. Sẽ vô loại một hết. Em thấy chị cầm cái bao này em mới nhớ hồi hồi. Dạ, mình cái bao. Cái bao này nhiều đạt không cô anh? Nhiều cái vậy anh? 3.900. Thêm hùng giờ là mình khuyên anh nuôi cái bao hay là cái này? Mà anh cứ mua rồi chưa? Chưa, chờ lấy cái mẫu về chờ lên hỏi ý kiến nè. Dạ, nếu mà cái trường hợp là mình chưa có mua thì đối với những cái vườn mà tụi em cũng có đi kinh nghiệm rồi đó, là mấy chú rồi mấy anh là sử dụng cái bao
cái bao lưới của mình á, bao thứ cái bao mà bao cám gần cám á, đó là mấy chú với mấy anh bao vô là cái mẫu trái của mình cực kỳ đẹp, và lại nó rẻ hơn cái này nữa. Đó, bao lưới mình được không? Cái bao lúa của mình thì cũng được nhưng mà nó bự quá. Cái bao lúa của mình còn 700-800 bao á. Dạ. Là cái vườn của chú Mạnh nè. Là còn cả ngàn cái bao lúa mình á. Dạ. Chú. Đây, bà con chúng ta xem màu rất là đẹp khi mà chúng ta dùng cái bao để chúng ta bao bọc cái trái nha, màu rất 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 đẹp. Ok lắm. Nha chú anh, anh cứ bọc cái bao. Màu lên cái màu vàng tươi à, nó không có bị cái trái. Vậy là bọc bằng cái bao thức ăn. Lộn ra nha, lộn ngược lại để cho nó không có bị cái chất bên trong á, bị cái bao. Với lại là mình sử dụng bao nào cũng được nhưng mà cái bao đừng có sử dụng cái bao mà có bóng kiến. Cái bao nó bao bóng kiến độ hầm nó chắc là mũ nhiều quá. Dạ đúng đúng rồi. Nhưng mà khi mà cái trái còn nhỏ là mình để cái bao nó hơi hớp à. Trái bự chút thì chở vô bao không được á. Nhỏ hay là mình chậm lưới này trước rồi trái tầm 10 kg lên mình hãy chậm cái bao. Tốn công cực mình dữ lắm. Ra bây giờ là mình chịu cực về đi. Là mình tốn thêm một cỡ hai cỡ xịt thuốc. Đó để cho cái trái của mình nó bự lên chút. Cỡ chừng ký hay ký. Cỡ như cái trái mà hồi nãy anh em mình tiễn mà cái cổ trái bự á là anh tiễn để loại bỏ cho mình á. Là cái cỡ đó là mình vô là đẹp. Nhưng mà vô là ngay cái đầu của nó là anh làm giống như cái cổ áo mình vậy đó. Anh không có siết nó vô luôn nha. Anh để anh cột cái sợi dây anh coi cái anh mẻ nha. Anh cột tới ngay chỗ cái phần cái màu trái. Rồi anh để cho nó hở hở vậy để nó thoát hơi. Nè như vậy nè. Anh bẻ cái bao kìa. Như về cái mình đưa vô, cái anh bẻ cái bao lại, cái mình buộc cái cọng dây nè, nó thiết như vậy nè. Nó tính như vậy nè. Nhưng mà nó phải bẻ cái bao lại nha. Rồi, để cái này cho nó lật ngược lại cái miệng xuống. Để mình đành điện bao mình chút lúa luôn nha. Đúng rồi. Đó mình vẽ như vậy, rồi mình buộc cho nó túm lại cái nha, sơ vậy cái rồi. Sau này mình xịt ngừa thuốc sâu rầy đầu này kia mình xịt tên trực tiếp tới vô chỗ cái phần cuốn. Đó. Để ngừa sâu rầy tấn công vô đó. Là được. Vậy cái bao nó cũng không có hạn chế cái sức lớn của cái trái nữa. Bây giờ tôi tính chừa mà chừa bao lúa mình lại là mấy cái chỗ nào mà nắng chiều nó táp vô nhiều thì là tôi bao lại đó. Ví dụ mà nắng đó là cái bao nó che nắng luôn. Nhưng mà cái cây mít nhỏ đó tôi thấy là nắng chiều nó gọi vô là tôi thấy cái trái không tốt bằng á. Dạ nó bị nóng quá. Nóng quá. Bà con ha, nãy giờ là cũng phỏng vấn anh Chương chủ vườn 1500 cây mít nè. Hai anh chị hồi xưa là anh nhớ lúc mà anh chị ghé bên chi nhánh mua 1500 cây mít là anh có về chi nhánh và gặp anh chị ở đó. Thì anh chị nói là anh chị có nắm tay bữa đó bà xã nắm tay, bà xã nói là nữa tới lúc mà làm là nuôi cây rồi làm bông nuôi trái là mấy anh em nhớ lên hỗ trợ nha, là giờ lên xuống là cũng cái chục bận rồi. Nhưng mà rất là vui tại vì hai anh chị là anh thấy hiền hậu phúc đức rất là nhân hậu rồi đến đây thì cũng giống như một cái gia đình nên họ anh không có gặp áp lực cũng không có cảm thấy mệt mỏi khi đến với vườn của mình. Chỉ có là mong là cái kết quả mỹ mãn hàng mỹ một cách hoàn hảo với anh chị là được bán giá 60.000 tới 100.000 một kg là anh thấy ok. Thế thật sự ra là đối với mít ruột đỏ này em có cân về cái giá vốn của anh thì mình cái tiền mà kiến thiết ngay từ đầu á như là lên líp rồi ống nước đồ này kia thì mình phải phân bố cho nó khoảng 4-5 năm chứ mình không phải phân bố trên năm đầu hết được. Đúng rồi. Thì là chỉ cần á là khoảng 10.000 một ký là mình đã có lời rồi anh. Mà mít ruột đỏ là từ cái lúc mà em quan sát nó là 5 năm trở lại đây thì chưa có năm nào nó dưới 10.000 ký hết, nó từ 25.000 trở lên. Và hiện tại bây giờ khi mình thực hiện video ở đây á, thì giá mít nó đang là dao động từ 30-35.000 cho 1kg và nhà vườn. Những cái nhà vườn cắt rồi họ đều nói là họ đã có lời nhiều từ cái giá này. Nên và em thấy anh chị cũng hơi cực nên em cũng nguyện cho anh cùng với các quý bà con chúng ta bán được cái giá cao từ 60.000 tới 100.000 là coi như là chúng ta sẽ cảm thấy an tâm trong lòng về cái thu nhập của mình. Bà con nào muốn xây nhà thì xây nhà, muốn mua xe cho con cái đi học hoặc là muốn sắm vàng thì sắm vàng ha. Đó, tùy quyết định của mọi người. Ông nào muốn nuôi vào bầu đẻ thì nuôi. Mua thêm đất cho làng gia sản xuất nữa hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh Chương với chú Nghiệm rất là nhiều. Cũng cảm ơn chị, chị bầu bì mà lo lắng một thời gian khi mà chúng ta làm bông mà gặp thời tiết khó đó chị. Nhưng mà tới cái mùa năm sau thì nó dễ hơn khá là nhiều. Cái gì khó mà làm trước mà mình làm được rồi thì tới khúc dễ thì mình thấy giống như anh cháu rồi thôi. Em với anh Hùng với anh Viễn và cũng ngủ anh em cũng
gắn bó với vườn khá là lâu và chúng ta sẽ đi với nhau con đường dài hơn. Cảm ơn quý bà con một lần nữa, cảm ơn gia đình mình, cảm ơn chú. Bữa nào cắt thì mình nhậu. Dạ. Ngày hai đi. Cũng như hai mặt cái